Ôi, không biết anh em đã từng nghe những cái câu chuyện như thế này chưa nhỉ? Để mình cho anh em nghe một đoạn nhé. Riêng tư đã nương theo ánh đèn pin từ điện thoại chạy đến phòng nghiêm kỳ. Bởi vì cô vừa xem điện thoại phát hiện bây giờ mới 8 rưỡi. Bình thường lúc này là thời gian nghiêm kỳ. Đây là những chủ đề gọi là audio truyện tranh. Anh em ạ. Thì tập trước mình có hướng dẫn cho anh chị em là làm cái chủ đề dịch chuyện. Và có âm thanh và có video của mình quay và review. Đó. Thì đây là cái chủ đề truyện tranh audio. Thì nếu mà anh em hoặc là chị em thích đọc truyện audio thì vẫn có chủ đề đọc truyện audio cho anh em làm là nó như thế nào. Thì anh em chỉ cần đọc vào điện thoại là anh em ghi âm, sau đó anh em sẽ tách được cái audio của nó ra. Anh em đè lên một cái hình ảnh nào đó quảng bá cho một cái câu chuyện đó Là như này hoặc là anh em có thể như kiểu review review phim anh em đó anh em review để cái kiểu review anh em để bất kỳ một cái bức ảnh nào cũng được chẳng hạn như là đây là một cái câu chuyện lấy gì chữa khỏi cho anh full đúng không đây mình hướng dẫn cho anh em này lấy gì chữa khỏi cho anh mình copy mình mình search lên google cái này nó nằm như này này anh em này đó thay vì người ta đọc từng chương một này đúng không lấy gì chữa khỏi cho anh đó, à. đó năm chương mới nhất đây. danh sách chuyện lấy gì chữa khỏi cho anh là mình nghĩ là đâu coi để coi cái này nó còn cập nhật nữa hay là nó chưa cập nhật hết này bên đây á là họ dịch hết một bộ họ đọc hết một bộ dài 3 tiếng luôn anh em ạ gần 4 tiếng 3 tiếng 41 phút đó là người ta đọc chẳng hạn như này đó người người ta cứ vào từng chương một uhm, chương một đâu danh sách chương coi nào à chương một nằm bên này anh em ạ chương một đây nghiêm kỳ đó thì là có sẵn những cái dòng test như thế này, cái văn bản như thế này Thay vì người ta phải vẽ khung cảnh Anh em có thể lấy một cái cốt anh em nào mà Biết cái cách làm ấy, anh em lấy cái này anh em vẽ thành cái cốt truyện thì anh em lại cao siêu rồi đúng không Đó thì hôm nay mình sẽ tập trung Chia sẻ cho anh em cách làm truyện tranh audio mà bất kể một ai cũng làm được Bất kể anh chị em nào cũng làm được anh em ạ Nhưng mà mình quên là Hôm nay mới cắt quả tóc anh em ạ đấy. anh em nhìn thấy được không anh em? tầm mình nhớ là 30 mươi cành hay 40 mươi cành anh em ạ 40 k hay 30 k quê mất rồi nãy mới đi uh, cắt về anh em ạ đấy. vào làm video cho anh em luôn nhưng mà phải công nhận là cắt cho nó mát cứ gọn gàng anh em ạ để cứ kiểu như là nó lua thua ra, nó rất là bực mình nhá đấy xong anh em có những đoạn video như này nhá hoặc anh em có thể biên soạn lại anh em copy này anh em hoặc là anh em không cho copy thì vẫn copy được anh em nhìn bên này anh em có thể cover lại <laughs> thay vì anh em cover lại thì nó sẽ lại một cái câu chuyện khác anh em lại biến nó lại thành một cái tiêu đề khác nó lại hay hơn nữa thì cái chuyện của anh em nó lại là gọi là, là chuyện mới đúng không chẳng hạn như bên này người ta làm đúng không người ta chắc chắn đọc trên mạng thì biên soạn lại thì là nâng cao rồi còn cái anh em chưa biết ấy, thì anh em từ từ anh em sẽ biết à, đúng không? ví dụ người ta biên soạn kiểu này câu chuyện gốc của nó đây từ mình đọc từ cái đoạn không thể nhé không thể nói chuyện cùng người khác không thể tiếp nhận tin tức từ người khác có chướng ngại với việc xây dựng các mối quan hệ chỉ cảm thấy hứng thú với đàn guitar thay vì nó kêu đàn violon thì mình đọc đàn guitar đúng không hay là đàn đàn gì cũng được nếu không có ai ngăn ngăn cản anh có thể ngây ngốc ở trong phòng. Thay vì kéo đàn cả ngày thì anh ngồi ngủ cả ngày chẳng hạn, anh em biên soạn lại những cái nội dung quan trọng này anh em biên soạn lại anh em cover nó đi. Anh em nói theo ý của anh em. thì để có một cái video dịch chuyện như thế này này thì anh em anh em để ý không? Ở anh em đi làm ấy, công nhân ấy hoặc là anh em đi làm ở cái cái chỗ nào mà đứng làm ấy, anh em làm tập thể ấy, anh em thường thấy có những người chỗ mà cho xài điện thoại ấy thì anh em thấy họ đeo tay phone thứ nhất đúng không họ đeo tay phone mình để ý rất là nhiều không phải là mình không để ý đâu anh em ạ mình để ý không phải riêng những người làm như thế mà những người lớn tuổi cũng có những người trung niên cũng có và những con người có những cái cảm hứng cảm hứng mà nghe cái chuyện audio đấy anh em <laughs> đó thì đa số họ họ làm họ giết thời gian họ nghe họ chỉ muốn nghe những cái câu chuyện nào mà thật là dài bốn tiếng này mình nói thật anh em mà chưa đủ cho họ đâu chưa đủ cho người nghe đâu tại vì mình cũng đã từng kiểu như là mình muốn giết thời gian thì mình cần nghe những cái câu chuyện đúng không mình nghe những cái ngôn tình chẳng hạn sùng chẳng hạn sắc hiện đại nhẹ nhàng hoặc là đây này có rất là nhiều chủ đề luôn này thể loại này tiên hiệp này kiếm hiệp chuyện tin quân sự xuyên không trinh thám hoa khoa huyễn huyền nguyễn võng du chuyện cười review đô thị ngôn tình lịch sử chuyện ma dị giới chuyện ngắn tiểu thuyết nó cũng có cả chuyện 18 cộng nữa anh em ạ thì thí dụ mình mình muốn anh em đọc đúng không chẳng hạn như là anh em muốn thay vì anh em nghe những câu chuyện như thế này, anh em nên làm những cái chủ đề này lên YouTube để anh em sẽ kiếm được cái doanh thu từ nó. cái doanh thu chủ yếu của cái chủ đề này ấy, thì nó cũng giống như cái chủ đề dịch chuyện. nó sẽ tính theo doanh thu phút xem và số giờ xem, số phút xem số giờ xem của anh em khi mà rất là cao, trong vòng chỉ cần 40 phút đến một tiếng thôi, người nghe 40 phút đến một tiếng thôi, view của anh em lẹt đẹt 100 view, 200 view. Khi mà tới 23 hàng tháng ấy, chắc chắn anh em sẽ đủ đô để tổng. Tức là anh em vẫn sẽ đủ trên 100 đô. Tại vì mình tham khảo rất là nhiều những cái chủ đề như thế này. Khi mà cái số phút xem rồi xem nó quá cao ấy thì nó sẽ mình nói hẳn là một video 10.000 lượt xem, ăn đứt một video 100.000 lượt xem là anh em sẽ hiểu. Video 100.000 lượt xem nhưng mà số phút xem số giờ xem không bằng video 10.000 lượt xem tại vì số lượt xem của video 10.000 đó nó dài hơn rất là nhiều nó xem rất là lâu thì doanh thu chắc chắn nó bật được 100 video ra 100 view của 100 bật được cái video của 100 view ra 100.000 view ra đơn giản là để mình lấy test cho anh em dễ hiểu ha thí dụ là video của anh em là 10 10 k view hoặc smartphone test ba đó, ok 10 k view bên này là video 100 k view 10 000 lượt xem với 100 000 lượt xem mà số 10 000 view này mà một, một 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 10 000 view này anh em nhá nó xem số số phút xem và giờ xem dài hơn này. Đó, thì cái này chắc chắn nó doanh thu nó sẽ lớn hơn mà bên này nó sẽ yếu hơn và nó sẽ thua video 10k view. Anh em đừng nghĩ là nhiều view là có tiền. Có những cái video thâm hận thậm chí là gần cả, gần cả 500.000 view nhưng mà vẫn thua video 100.000 view, anh em tin không? Chắc chắn anh em sẽ tin. Những anh em nào biết anh em sẽ tìm hiểu sâu anh em sẽ biết. Thời lượng phút xem rất là quan trọng. Khi mà người ta chủ yếu xem những cái video của anh em đọc á. Thì đơn giản là nó sẽ tính vào cái lượt xem. Cái số giờ xem kéo dài ra là nó tính tiền nhiều cho anh em thôi. Quay lại chủ đề ha. Thì anh em đừng nghĩ là cái video mình làm ít view thì anh em nản nhé Có view là mừng rồi anh em ạ. À. Một view cũng là, hai view cũng là mừng rồi. Ba view cũng là chúng ta cũng biết là cái kênh của chúng ta đã, đã được lọt ra ngoài rồi. Cái nội dung của chúng ta đọc được lọt ra ngoài lúc đó thì dần dần nó sẽ tính vào hiệu suất anh em nhé sẽ đề xuất sau cây <laughs> này có 9.000 xem là quá ổn áp rồi anh em 9.000 follow đó thì tắm mà anh em thấy không của nó là 404.000 lượt xem 404.866 Ồ, nhiều thế nhỉ anh em nhỉ vô album là anh em thấy này họ toàn làm chuyện dài không à để họ kiếm doanh thu đấy anh em đó để anh em làm như này bây giờ anh em mình hướng dẫn anh em làm luôn nhé đối với anh chị em làm trên uh, máy tính này cái máy tính trước hay điện thoại để sau á chẳng hạn như em anh em thích một cái chủ đề anh chị em thích một cái chủ đề chẳng hạn như là con trai thì thường thích chủ đề uh, xuyên không quân sự chẳng hạn đấy vô quân sự tìm chuyện nó luôn cập nhật những bộ chuyện mới cho anh em cho nên anh em đừng bao giờ nghĩ là nó tối cổ nhé có những bộ truyện mà tới 2008 chương chưa hết anh em này. chiến thần vĩ đại nhất đó bây giờ mình hướng dẫn anh em chẳng hạn anh em đọc bộ này đúng không năm chương mới nhất là năm chương mới cập nhật này anh em này mới cập nhật này thôi. đây thôi hai hạn là anh em đọc anh em kiếm một bộ anh em đọc từ đầu sau đó anh em bật cho mình lên cái mình đang dùng phần mềm để quay rồi để mình nghiên cứu quay còn phần mềm nó cam ta đi phần mềm nào cũng được anh em dùng phần mềm để quay này anh em tách âm thanh được new project dự án mới à, mình lấy cái này mình ghi luôn ha à, record này record luôn à, âm thanh để xem nó lưu vào mục nào đấy anh em thì anh em cứ bấm lại đi nó, nó ghi à, à anh đang ghi này ba hai một nó ghi à anh em đừng quan tâm cái video bây giờ đọc này truyện tranh audio chiến thần vĩ đại nhất. Chương 200 2868. Những trận chiến ấy cũng chỉ đủ để đám người Âu Dương Di Thanh cảm thấy Tân Trạm có đủ tư cách để chỉ huy một thế lực mà thôi. Bọn họ không hề thấy sợ Tân Trạm hay hỏa quảng. Suy cho cùng, trong cực địa các phe không chỉ so đấu chiến đấu các từng cá nhân mà so đấu đó mình đọc tới đó thôi bây giờ mình sẽ tắt chẳng hạn như anh em đọc hết đúng không à, uh, stop uh, sẽ đưa thẳng vào phần mềm luôn này đó xong bây giờ chúng ta sẽ nghe lại nhá anh em nghe nhá đâu bây giờ đọc này chuyện tranh âu mình đẩy âm thanh nó lên cái ờ rồi audio chiến thần vĩ đại nhất chương hai 200... trăm những trận chiến ấy cũng chỉ đủ để đám người Âu Dương Di Thanh cảm thấy ok chưa? Thay vì đây là một cái video thô đúng không? Anh em quay hoặc là anh em có thể bật ghi âm trên điện thoại nó đơn giản mà. Đó, Ở... nếu mà trên máy tính thì anh em xài như thế này, anh em bấm vào đây cái là anh em mình kéo này lên này. Đó, lên tí. Tách đúng không? Tách tách video ra. Mất video còn audio đúng không? Đưa lên màn hình này, đưa chiến thần vĩ đại đúng không đây lấy một cái ảnh của nó anh em phải dùng phần mềm uh, cắt ảnh của nó anh em làm sao cũng làm miễn sao có giọng của anh em vô là được so, so quick cắt chùa đúng rồi cắt này ra thật ra kiếm ảnh của nó quá đơn giản anh em ạ mình lấy cái đầu của thằng này chẳng hạn À, mình share vào uh, desktop ok mình đưa lên phần mềm mình ăn bút nó vào đầu thằng đó đâu đầu thằng đó đây đúng không đưa vào chắc chắn nó sẽ nhỏ tí đúng không mình sẽ cho nó to ra to ra nhỉ? scan to fit đúng không đúng rồi có thể là nó hơi mờ kéo ra đó Ở, anh em có thể thêm test vào đúng không thêm chữ vào đơn giản thôi mà anh em ghi uh, yến thần gì đấy yến thần truyện tranh chẳng hạn à, audio anh em có thể sửa test của nó nói chung là cái này anh em tìm hiểu là anh em biết không đó chỉnh phông chỉnh màu nó lên màu vàng tí cho nó nổi ha rồi để đạm đây đây kéo hai cái hình ảnh này anh em nhìn bên dưới này đúng không anh em nhìn thấy con chuột bên dưới này đúng không bôi đen hai cái kéo nó bằng cái audio này là nó sẽ đọc đó đọc khi hết rồi thôi còn tối ưu audio thì anh em thấy chỗ nào thừa thì anh em cắt bớt đi nó là chỉ cái việc cắt bỏ thôi anh em chẳng hạn cắt đoạn đầu này này video bây giờ đọc này chuyện tranh đó anh em thấy đoạn dư đầu không nè Video bây giờ đọc này đó cắt bồi đen phát cắt một cái ba cái một lúc đẹp anh em thấy không kéo nó về cũ kéo nó về lại thanh văn bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ có một video hoàn tối ưu hơn à, khi mà người xem bấm vào thì nó sẽ như này truyện tranh audio chiến thần vĩ đại nhất chương 200 2868 những trận chiến ấy cũng chỉ đủ để đám người Âu Dương Di Thanh quá đơn giản đúng không anh em sau đó anh em sẽ bùi nó ra gọi là render nó ra render nó ra desktop này desktop thì mình đưa tới 1080 đi. Chuyện chay nhau audio. Desktop sau với lại. Đó, anh em đợi nó render ra này. Quá đơn giản Đối với anh em mà không cần không cần dịch thì không cần đọc thì anh em vẫn có thể làm audio. Anh em chịu khó đọc một tí là anh em có view ngay mấy có gì đâu. Mà. Render xong rồi đó. Thoát hết đi nó nằm ở desktop á đưa ra desktop cho anh em xem nằm ở đâu đây này, đây chuyện uh, tranh audio này anh em thấy chưa render xong tải cái này lên youtube là xong chuyện tranh audio chiến thần vĩ đại nhất có một file tân trạng đó. hay hỏa quảng suy cho cùng hai ngàn mình mình thì quá là nghe rất là gai rồi anh em cho nên là mình chắc cũng không hợp với audio chuyện tranh đâu <laughs> giờ anh em là ok tí thì anh em nên nên làm thực ra cái chủ đề này hả anh mình thấy là nó sẽ rất là nhiều lượt 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 xem và cũng như là nhiều view nó không bị cạnh tranh anh em ạ mọi câu chuyện anh em có thể biên soạn lại và cover lại thì chuyện tranh thì anh em có thể là lên uh, lên google anh em search là chuyện tranh uh, chữ chẳng hạn hoặc là anh em tự biên tự diễn ra những câu chuyện trong đời sống của anh em ạ uh đây chẳng hạn chuyện full chuyện full là nãy mình vào đúng không anh em à, cái này là đề chuyện chuyện full này đây thể loại này hay dạo này bão mặt trời sao mà làm gián đoạn internet quá anh em nhỉ bão mặt trời các thứ này toàn là liên quan tới uh, vũ trụ không anh em ạ anh em này chọn chủ đề anh em nó có hết chủ đề anh em này đáng đáng lẽ ra mình làm video như này mình phải phóng to cái màn hình ra để cho anh em dễ nhìn nhưng mà mình nghĩ là làm như này cũng nhanh nhưng mà anh em xem tạm nhá mình thì mình thích trinh uh, thám chẳng hạn ở đây có trinh thám không trinh thám có không đây này trinh thám có này trinh thám thì đầy đây trương công ấn mình nhắm mình chắc với anh em là mình copy cái từ chương công ấn hay lên youtube là có người đọc rồi anh em tin không? Copy Ctrl C, cần chôn về. Chuyện tranh. Ồ, oh, có người chơi đọc, có người chơi đọc này anh em này, tại vì sợ phát là nó ra liền nếu mà chưa có thì anh em tranh thủ dịch bộ này đi này anh em dịch từ chương 1 tới chương 24 25 chẳng hạn nó mất một tiếng hai tiếng gì đó không thì anh em có thể dịch hết một bộ anh em rảnh đúng không dịch hết một bộ sau đó anh em render ra hoặc là anh em up cái hình nào đại diện vào một tí không thì anh em kiếm không cần kiếm có cắt như mình cái đoạn này đâu anh em kiếm đại ra cái chỗ nào mà như là chẳng hạn là anh em lên google anh em kiếm hình hình ảnh chuyện tranh free ở trên uh, pizzer này pretty shirt thì nói chung là gà quá anh em mà tiếng anh quá gà đi đó anh em lên anh em kiếm những cái bộ này anh em đại diện mà cũng được hoặc là lên a ba này bà kiếm những cái hình ảnh của những cái bộ, câu chuyện nào đó. Miễn sao là anh em có cái ảnh đại diện là được. Đặt vào cho nó cái video audio anh em nó chạy là được. Cái file ghi âm nó chạy là được. Thật sự là mạng hơi lag. Cho nên là anh em đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ video tiếp theo anh em nhé Mạng lag lắm. Cậy lắm đấy. Đó. Giờ nó mới lót ra anh em này. À, giờ chưa kịp loát luôn này. Này là GPRS gửi 8730 nhưng đâu phải là 3G đâu anh em nhỉ. Dễ yêu, dễ không yêu, dễ sinh này. Chết thôi. Đó anh em cắt mấy cái hình ảnh cái này thôi này. Cắt mấy cái form mà mà không có chữ á. Má đợi nó lót lâu quá anh em ạ. Cắt form này. Cắt cắt form này. Cắt tới đây chẳng hạn. Đó là có một cái khuôn mặt rồi. Việc đó thì anh em chỉ áp vào nữa thôi ha. Để mình lui về phát. Đó, bấm vào đây. Mọi người thì có thể là một số anh em trên điện thoại anh em chưa biết Thì tập sau có thể là mình sẽ hướng dẫn Anh em nào chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn anh em trên điện thoại á Còn trên máy tính thì bây giờ mình nội dung chính là mình chia sẻ cho anh em là anh em làm audio Audio truyện tranh cái audio này nó rất là lợi để nó không bí nội dung anh em ạ nó không bị bí ý tưởng khi mà anh em dịch xong á là anh em có thể tự bung ra những cái ý tưởng hay anh em ạ bung ra những cái kịch bản sắp xếp của anh em luôn lúc này không khéo nổ view thì lại quên mất anh em ạ quên mất ai đã support cho anh em nhỉ anh em nhỉ Đây à, những cái chuyện các thứ người ta vẫn làm này châu già gặm cỏ non phần 2 sáu à. ngàn thôi nhưng mà người ta làm với thời lượng dài để người ta kiếm tiền đấy, anh em ạ đối với audio chuyện tranh thì và những review review thì chỉ cần review ngắn cũng được dịch cũng ngắn không cũng được nhưng mà cái chuyện audio này anh em nên để dài để khi mà người ta đi làm anh em đâu phải anh em đừng nghĩ là không ai xem trên thế giới này có hàng tỷ con người mà những người đi làm người ta muốn giết thời gian để người ta gắn phone thế này, này anh em. người ta nghe người ta nghe mãi vậy luôn có rất là nhiều luôn khi mà cái thời lượng tăng ấy, thì đồng thời là đề xuất sẽ tăng. Ok chưa? Thì nội dung của mình thôi chia sẻ cho anh em tới đây là anh em... Để anh em biết được cái cách mà... Làm chuyện audio và chuyện những cái chuyện kia thì anh em biết làm rồi. Đó. Thì uh, mình sẽ kết thúc video này tại đây. Và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Và trước khi kết thúc thì anh em đừng quên đăng ký anh em nhé. Nói biết không nghe mà anh em chia sẻ cỡ đó là mà anh em không chịu đăng ký những anh em đăng ký nào rồi thôi còn những anh em nào mà chưa đăng ký nữa, không hiểu tại sao anh em thì bây giờ mình sẽ phải kết thúc video để sắp uh, support trong số anh em kháng cáo các kiểu đã thì hẹn gặp anh em trong video mới nhất nhé nói hơi dài đấy anh em ạ nhưng mà những cái gì nói là nó đều có giá trị đều có những cái giá trị để uh, chia sẻ cho anh em mình mới nói dài như thế thôi thực ra thì nếu mà không có giá trị thì mình cũng chẳng nói với anh em chia sẻ với anh em đâu đều là làm với nhau mà anh em